Hello ông già. Hello con. Dạ. Ok. Ok thì lời đầu tiên chào thơ quan, chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn thơ quan nha. Chúc cũng chúc Tết hoài, bây giờ chết chút nữa hả? Thôi được rồi, chúc Tết thì tất cả mọi người thân cũng như gia đình của các con ở dưới bình an sức khỏe ha. Thì thấy tình hình chung thì thấy dịch bệnh là thấy thấy chưa có cái gì gọi là thuyên giảm cả ha. Nhưng mà thấy phải cầu chúc làm sao cho dân mình, nói chung các người con né được cái tai qua nạn khỏi cái dịch đợt dịch này. Nhưng mà theo cái các nhà khoa học thì nói cái biến thể Omicron này thì hình như là nó nhẹ hơn, có nghĩa là nó lây lan nhanh hơn nhưng mà nó là nhẹ hơn, nó không có làm nặng, thì thấy cũng mừng mừng vậy thôi. Còn cái chuyện ở đây thì còn mong sao cho tất cả mọi người được tai qua nạn khỏi. Còn phía bên Mỹ này thì phải nói một cách nhẹ, mình phải tự sự chút. Đối với bố á, thì cái tính tày nó đối với cá nhân thôi nha, nó nhợt nhạt, nó không có cái gì gọi là nó sâu đậm. Thứ nhất là ở đây thì cái đời sống công nghệ của nước Mỹ này, cái Tết hoặc là cái lễ nó không có coi trọng, trừ trường hợp những cái lễ gì mà đặc biệt lớn, chẳng hạn như là ngày Vu Lan Phor, ngày 4 tháng 7 rồi đó, ngày lễ độc lập của nó thì nó mới là lớn. Chứ còn thực tế Tết Tây, New Year này kia nó coi rất là thường, bởi đời sống công nghiệp là nó chủ yếu là phải hiểu được tiền là trên hết. Thành ra cái lễ kỳ rồi thì bà xã cũng đi làm, nói chung là tất cả mọi người cũng đi làm, nhà hàng ta cũng mở cửa, nhưng mà mở cửa ngắn, bữa một tay thì đây ngày lễ thì ta ở 4 giờ chiều cho đến tầm 9 giờ đêm mở, buổi chiều thôi, buổi sáng không mở. Tất nhiên là cơ sở thương mại á, mà nói một cách khác nữa chăng nữa thì sau những năm dịch bệnh thì họ kinh tế nó bị kiệt quệ đó. Nói chung thì bây giờ người ta mở ra, tôi cố coi như dớt giác được lúc nào hay lúc đó, bởi vì cái này đó thuộc về cái kêu bằng kinh tế toàn cầu nó suy sụp chứ không có riêng đất nước nào cả, kể cả Mỹ cũng vậy thôi. Thành ra nhớ người mà giống như là tư nhân, giống như là nhà hàng, hoặc là những cái chỗ mà buôn bán, hoặc là qua mạc, nói chung là tất tần tật những cái chỗ mà coi như là buôn bán thì họ mở cửa để người ta đã mở cửa để tự dớt giác thế thôi. Kinh tế cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ hai nữa là cái Tết Tây á, đối với mình, đối với người Việt mình, họ nó có tính cách là ăn theo theo kiểu là coi như là mình ở xứ người, họ ăn Tết thì mình cũng ăn Tết vậy thôi. Thực chất là không có đậm đà, nó thẳng là không có đậm đà, nó không có mang tính cách dân tộc. Đúng rồi bố. Cho nên vì chỗ là ra mình cảm thấy nhợt nhạt, nó không có cái gì gọi là tao Tết Tây tao ở nhà không, tao đâu dám đi đâu đâu. Với lại Coi như ngày nghỉ thôi đúng không? Coi như là một ngày nghỉ coi như bình ngày thường. nghỉ bình thường, chứ nó không có cái gì gọi là nó không mang cho mình một cái gì gọi là hồi tưởng ký ức hay là kỷ niệm có mẹ chân trời, bởi vì mình ở nước người xứ người thì mình đi theo ăn theo vậy thôi. Nó cho mình nghỉ thì mình nghỉ, nó còn tệ nó còn đỡ. Còn ví dụ như bây giờ, ví dụ như đang đi làm hãng mà tới ngày Tết của mình là Tết Nguyên Đán, Tết của đất nước mình thì ngược lại là không phải lễ của nó đâu có cho nghỉ, là mình phải đi làm luôn. Thành ra vì chỗ đó, thành ra nó buồn cười ở cái chỗ là tập quán của Việt Nam mình, ví dụ đêm bay 23 là mở cửa mã ông bà, rồi đi với quên mở cửa mã đi 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 đi, đi tạ tảo mộ chứ, Đi chạm một tảo mộ để dọn rác, dọn cây cỏ để những người mà quá khuất, người quá cố, người thân mình quốc, rồi đi làm sạch mộ bả ông bà, rồi đêm mới cúng bái, rồi đại khái là vậy. Rồi tới ngày 30, đêm 30 là cúng ông bà, làm lễ, nói chung là tất tần tật, thấy không? Thì ở bên này hầu như không có cái chuyện đó. Tất cả những cái người mà lớn tuổi ở bên này mồ mả, tao nói từ lâu rồi, dù muốn có dù không, chối bỏ là không chối bỏ chứ ăn nữa, thì mồ mả ông bà, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại vẫn còn nằm ở tại miền đất Việt Nam. Ở đây họ mang cái thân họ đi xứ người, nhưng mà những cái Tết đó là họ càng nhớ Việt Nam kinh khủng, mặc dù họ bất đồng chính kiến hay cái gì đó mình không 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 bàn cãi vấn đề đó, nhưng cái Tết là cái Tết của quê hương. Những người lớn tuổi như tao thì thường thường là nhớ về quê hương rất là nhiều hơn, bởi vì đúng. nó có tính cách, nó có văn hóa dân tộc, nó có tính cách dân tộc. Rồi thứ nhất, cái thứ hai nữa là ở đây là thứ hai nữa là có những cái ngày Tết lễ của mình thì ngược lại là mình đi làm hãng, mà đi làm neo hoặc bất cứ gì, nó không phải là ngày Tết của nước Mỹ, cho nên ra mình không có được quyền nghỉ. Thí dụ như mày có vacation
ví dụ một năm rồi 4 tuần 2 năm tuần nữa thì mà ráng mà đúng mà canh cái ngày đúng mà cái ngày tới của mình xin nghỉ tuần hay là ba Xin bốn nghỉ. bữa gì đó xin nghỉ đó, đó là cái ngày lễ à, cái thực chất là nó không, bởi vì cái tết của mình nó không phải tết của nó cũng không coi ra gì được tết của mình, thấy rõ ràng không, cái là tết của nó cũng không coi ra gì, vì cho thành ra mình xin nghỉ, đó là những người mà đã biết để dành những cái ngày lễ ngày nghỉ của mình trong năm á, để dành cho cái ngày đó thì ok đó. Cái thứ hai, thứ ba nữa là cái không khí Tết của người Việt ở Mỹ này rất là buồn tẻ, nó có tính cách như là ở đất nước mình á, cái Tết á, là cái Tết của cộng đồng, tôi Tết, anh Tết, hàng xóm Tết, xóm giềng Tết, cả làng cả nước đều Tết Dạ. ở Cả dân đây tộc mình đó. đúng. Nhưng mà ở ngược đây, tao ở thành phố này đúng có 2 thằng Việt Nam, ở thành phố kia xe lắc tí tè mấy chục cây số, 5-6 triệu cây số có 1 thằng nữa, có nghĩa là nó không có cái sự cộng đồng, nó không có cái gì gọi là thành ra ta ăn Tết cũng như không ăn Tết, Nó bởi không có vì hai chữ tình thân đúng không? nó đúng Mình là nó cảm không giác có, nó mình không là có cái xã hội, nó không có cái tình dân tộc gắn kết, nghĩa là nó không có người vừa đông, trừ trường à. hợp những cái người những cái chỗ nào mà cộng đồng Việt Nam mà lớn là ở gần gần mà lớn thì lớn chăng nữa thì nó cũng cũng bị xen kẽ, anh không phải ở riêng người Việt anh mà xen kẽ đó, có Mỹ nào, có Mỹ đen là có mễ là có, thành ra nó không có chứ. Còn ở Việt Nam mình là nhà liên nhà, kề liên kề, hiểu tôi nói không? Đó Đúng rồi. thì được, đó có cái tính cách dân tộc nữa, nó cũng có tính cách xã hội mà xóm giềng nữa. Cái thứ ba nữa là khi con cái mình lớn lên ở phía bên này thì ngược lại cái Tết nó lại càng lạt nhẽo, là bởi vì nó thậm chí ta đi mua một đồ bánh tét về, bộ đồ bánh tét 10 mấy đô, khoảng 15-16 đô là cái bộ đồ bánh tét, bộ đồ bánh chưng rồi là mặc dầu để chi, để ví dụ cái ngày đó mà thí dụ như con cái mà nó có rảnh á, hoặc là nó có ấy nó lớn hết rồi, nó có gia đình hết rồi thì là thì về thăm bố mẹ, cái điều đó nó khó thực hiện ở nước Mỹ này, hiếm hoi lắm nó mới về thăm. Bây giờ thôi là bữa nay thôi đi về, tụi con về tới đây đi ngày lễ cúng ông bà rồi xong là khui bánh rồi rồi để ăn, ngược lại tụi nó đi ăn nó đâu biết ăn bánh tét nó không biết ăn cái món dân gì, cái dân tộc của mình thì kho dưa giá này kia nó đâu có chịu ăn, nó được ăn đồ Mỹ đâu Hamburger, à, ăn hamburger. đâu, bởi vậy nó khổ cái là từ cái vấn đề cúng kiến, từ cái vấn đề ăn uống, từ cái vấn đề hội họp gia đình đồ đó là con là nó cả cái vấn đề bất tiện đó. Thôi ta không muốn nói nhiều, thành ra vì những người lớn tuổi ở xa xứ đó, họ khi Tết đến họ rất là buồn, họ cứ ngẫm nghĩ ồ mà phải chi bây giờ ở Việt Nam mình vui biết mấy, hoặc là mà tự nhiên họ không nói được điều đó thì người ta nhớ hồi xưa mình ở Việt Nam Tết đi vui lắm, giống như bao lần bố kể con cái đêm 30 cái sáng mùng 1 đám nít nó không có chịu ngủ rồi quá, một cái đơn giản nhất là tại vì ngày mai mùng 1 á được được mượn quần áo mới rồi được khoác tiền lì xì là con nít nó chỉ có vui như thôi, mà cái đó hầu như không bao giờ phai nhòa trong cái tâm trạng hẩm của những người lớn tuổi cả, như ta hoặc Đúng những rồi. người khác định đi đó. Ở Mỹ này thì không, ở Mỹ này thì không, thậm chí cái sự gắn kết của gia đình cũng cũng khó khăn hơn cái đường đó, nó đâu có biết Tết Việt Nam là cái gì, nó cho rằng biết đi nó biết Tết là ngày xuân của người Việt Nam, nhưng mà tụi nó thì nó theo Mỹ mẹ nó hết rồi, cho nên vì nó ra mình dọn bánh chưng bánh tét mà cúng ông bà đi xuống nó đâu có thể ăn, nó ăn toàn đồ hamburger rồi nó ăn bia xà rồi nó ăn sủi, còn có nó không biết ăn thì sao giờ khổ vậy, bởi nó nhạt nhẽo, cái Tết ở Việt Nam nó nhạt nhẽo, bởi tao ao ước mấy chục năm mà ao ước cái Tết về để ăn Tết với bà con ở ở ở Việt Nam mà cũng chưa có thành, bởi vì kỳ rồi năm 2019 tính ở lại ăn Tết đùng một cái nó cũng có cái chuyện ngoại ý muốn, cũng có tang này kia cái mà chạy về, từ đó tới giờ kẹt bệnh luôn, kẹt lây bệnh lây gì lại kia thành lại vì đó không ai ao ước là để chừng là nó hết dịch thì mình về có thể là về ăn Tết rồi ok. Thì con nghe rồi mới vừa rồi thì nghe một cái bài mà của một bài post thì vừa lên đó thì nghe đi nghe lại rồi thì cái bài đó nó nói lên hết tất cả rồi, quá ư là chính, quá ư là chính xác, không có còn cãi cọ gì trên trời, cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, chuyện từ nó lịch sử, nói chuyện lịch sử là mình phải nói như vậy, có nghĩa là lịch sử nó được chứng minh, mà ở đây á, thường thường tụi nó hay xạo là nó hay nói là ủa má đây cái dây cổng nó viết bậy bạ, thế không phải vậy, không phải vậy đâu con à, đúng rồi mình nói mà rồi nó là chuyên môn xuyên tạc là cãi cố cãi chày à, thì mình mới so sánh lịch sử nước Việt mình với lịch sử của tất cả những cái đất nước khác càng như Liên Xô nè rồi Mỹ nè rồi những cái thì mình gom lại cái nào đúng cái nào sai thì mình thấy nó có cái sự trùng hợp, bởi vì cái người Nhật viết sử của Việt Nam mình, người Liên Xô viết sử của Việt Nam thời điểm nó mở thanh Liên Xô tham gia chiến tranh mà tham gia bị gửi qua Tiễn Sam đó, Nhật là có phóng viên à, Mỹ còn còn cái tư liệu của thằng Mỹ cũng y chang vậy, có nghĩa là nó có sùng trùng hợp từ giai đoạn một
Và cái sự bỏ của chạy lấy người của thằng Mỹ là cái chuyện quá rõ ràng, cái chuyện đó là cả thế giới đều biết, đâu phải là riêng một người nào biết. Thành ra cái phóng sự mà một cái bài mày vừa rồi thì nó quá chính xác, nó không có cái gì gọi là phản biện hay là gì, bởi vì mấy ông nội này cố gắng chạy, cố chạy chạy thì thực chất là cái bài nó chuyện nó lột mẹ nó hết rồi, nó lột sạch mắt rồi, không còn cái gì là phải nói nữa, lột hết rồi. Một cái điều mà lột ta muốn không hỏi, không còn gì mặt trên người luôn đó bố, không lột còn trần một cái trụi gì luôn gọi đó. là lột lột trần truồng luôn sự việc luôn. Bà ở bên này vẫn cứ cãi cối, mặc dù tao vẫn là người lính của người qua, nhưng mình phải chấp nhận cái sự thật. Tao đã từng nói từ bên ngoài, không có cái gì qua sự thật cả, sự thật là sự thật đó, không còn cái chống chế. Bây giờ vẫn còn đem ba cái lá cờ vàng rồi kia là thấy thiện, nó buồn cười đó. Và một cái câu hỏi lớn của tao nè, cái câu hỏi thôi, nhưng mà tao hỏi các anh biết, các ông biết, các tướng lãnh biết, tổng thống biết, phó tổng thống biết, tư lệnh trưởng biết, người Việt Nam bị bội phản, ai bội phản? Là phải người Mỹ bội phản không? Thì cớ làm sao Dạ anh không thù nước Mỹ mà anh thù Việt Cộng là sao? đúng rồi, Cái câu hỏi đó quá tao vô hỏi lý. hoài, nó vô lý mà rõ ràng tao hỏi cái câu đó mà không ai trả lời. Tao hỏi rất là nhiều câu, tao hỏi rất là nhiều câu, cũng giống như kiểu rằng tôi là một người lính, có thể ra trận tôi có thể bóp cò, tôi có thể tôi vô tình hoặc là cố ý, tôi không cần biết gì, ra trận là thằng nào nhanh tay nó sống, thằng nào chậm tay nó chết, cái chuyện bình thường trong chiến tranh. Nhưng mà tôi nói cho nghe, tất cả những cái tư liệu, những cái phim ảnh, những cái phóng viên hí chiến trường chụp hình, tất cả những cái nỗi đau của dân tộc, những người dân vô tội đã bị chết hoặc là những người lính bộ đội bị chết thì có hình chụp nè, có phóng sự nè, có video tư liệu nè, các không? Cái điều đó ai gây Quá ra rõ ràng, quá rõ đúng rồi. ràng phải không? Bây giờ tôi yêu cầu anh nói cộng sản ác, cái dân hàng cái giặc gì đó, anh cho tôi bức hình hoặc là một cái phim tư liệu gì ngược lại, anh hiểu tôi Chứng minh nói là không, anh nói đúng là không? Chứng chứng minh minh là người anh đời nói. anh nói là đúng. Anh Dạ. cho tôi một bức hình, một phim tư liệu hay là một cái nguồn gì đó để cho tôi tin, đừng có nói miệng là chuyện vô lý, nói miệng dùng rác, tôi không thích điều đó. Tôi sẽ chứng minh cho anh biết là hình ảnh có thật, xe tăng kéo sát Việt Cộng có thật, bắn chết Việt Cộng phơi thay chiến thuật, giết đàn bà trẻ em đàng hoàng có thiệt, đốt nhà có thiệt, xử tử treo cây trên cổ, nói chung tất tần tật đều có thật, và có hình ảnh ghi tư liệu, ghi ngày tháng năm xảy ra tại chỗ nào có thật. Tôi đưa anh bây giờ tôi yêu cần anh làm ngược lại, hiểu chứ? Ngược lại không hiểu, ngược lại là anh chứng minh cho tôi biết là Việt Cộng nó có những cái hình ảnh mà anh cảm thấy là ghê rợn, hoặc là anh đừng có nói miệng tôi không ưa, đánh tôi là vậy đó, nói là phải có Rồi. chứng, nói chừng là phải có căn cứ, rồi phải có tư liệu, là phải có hình ảnh nha, đủ nói miệng. Ô trời, Việt Cộng ta làm đi, làm đi, có không? Chứng minh đi, Làm đi, chứng chứng minh minh đi, đi, đúng không bố? Nói chứng minh đi. chứng minh đi. Nếu không có, cầm mõm lại, cầm cái Dạ. mồm lại, thế thôi. Tôi chỉ nói một cái điều đó thôi. Và những người nào mà cảm thấy làm cho Việt Nam Hòa thất bại, anh nên thù người đó, bởi vì Chính hầu xác. như ngay bây giờ hai miền đất nước xâm hợp là toàn thể người dân Việt Nam ai cũng muốn hòa bình, ai cũng muốn hết chiến tranh cả, không riêng kể người Bắc đến người Nam, ai cũng muốn điều đó cả. Và tao còn nhớ một cái điều, có một cái phim tư liệu của phóng viên chiến trường quay trong cái ngày 30 tháng 4 thì có phỏng vấn một cái anh chàng trung lục chiến hay là trẻ lắm, anh chàng đứng trẻ lắm, thì anh chàng đó vừa tiếng nói tiếng Anh mà nói tiếng Pháp chứ, giỏi tiếng Pháp và tiếng Anh thì ra là khác gì. Anh mới trả lời là hết chiến tranh rồi, tôi chỉ cần về tôi lái taxi tôi nuôi vợ tôi con, mày có coi cái video chỗ đó chưa? Có nghĩa là anh chỉ cần là hết chiến tranh, anh cầu mong ở nha, nên về anh trở thành một người dân bình thường để mà anh lái taxi hoặc là anh là kiếm tiền nuôi vợ nuôi con thôi. Thí Dạ. chai rất là nhiều người người ta cầu mong cái điều đó hàng cách mấy chục năm trời, và nó hiện trở thành hiện thực, thì cả một cái miền Nam, cả một cái miền Bắc đều với buồn. Miền Bắc thì mừng vui là chỗ là hai nước hai hai miền kết hợp lại là thống nhất. Miền Nam là đa số ngày xưa chiến tranh thì thường thường xảy ở miền Nam nhiều hơn miền Bắc, mày hiểu không? Dạ. Bom Dạ. đạn cũng trải miền Nam nhiều hơn, thì cái người miền Nam cảm thấy là họ thở phào nhẹ nhõm, từ nay không còn bom đạn nữa, từ nay không còn cảnh đốt nhà nữa, từ nay không còn cảnh ruồng bố nữa. Và nè, tôi có hài hước chút xíu nha, mấy anh trú quân dịch mừng chết mẹ luôn. Tao khỏi đi lính nữa đúng không?
đó đúng đúng chứ, tao tâm sự đó, những con người mà ai cũng sợ chết cả, ai cũng sợ đủ, mà buồn cười không, mà đỡ đâu, khỏi mệt đó, đủ khỏe nè, đủ đó, đã nhìn thấy chưa, đó tất cả mọi người đều mừng, đừng cứ nói xạo đủ, hai bữa tôi nói rồi, anh hãy chứng minh đi, anh hãy chứng minh hình ảnh, lời nói, tư liệu, anh chứng minh cho tôi biết điều đó xảy ra. Và ở đây tôi không muốn nói chuyện nhiều, tao nói là tướng lạnh, kể cả nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, kể cả Nguyễn Văn Thiệu là người cố vấn tối cao, người tư lệnh tối cao của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã từng nói ở trong một cái buổi đi, ông còn sống, ông đi qua bên Cali thì người ta chất vấn ông, thì ở vụ 16 tháng vàng đó thì ông mới nói là nếu tôi không có lấy, nhưng mà nếu tôi có lấy đi chăng nữa thì bên phía Việt Nam cũng đòi lại bằng được, là bởi vì họ được hợp thức hóa, Liên Hiệp Quốc công nhận họ là công nhận. Đó là ông Nguyễn Thiệu nói, lời ông phó tổng thống Nguyễn Âu Kỳ nói, cái chuyện này nè, hòa bình này nè, chúng ta làm không được, để người anh em phía bên kia làm được, có mất nước cho Tây cho Tàu gì đâu mà đời phục quốc. Đúng rồi, cái câu đó có không? Có luôn, đó là hai vị tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nha. Nó còn nhiều lắm, nhưng mà thôi ta không muốn bàn cái chuyện đó, ta chỉ nói ra cái điều này. Bây giờ có những người mà lên mạng nó đồ mà đưa ra cờ vàng cờ đỏ cờ kia để lên mà đòi này đòi này, nó tào là lý đám tào lao, thiệt là nó tào lao. Nói một cách đơn giản này nè, ngay tại hiện tại bây giờ nè, chủ tịch nước Việt Nam, ta đi ta có biết cộng sản là con mẹ đâu, mà ta ở nước ngoài này ta không có trong nước nha, người ta đã đi tới cung trăng rồi, người ta đi lên ghế Liên Hiệp Quốc rồi, ta ngồi ngang hàng, ta có ký kết hợp đồng thương mại tất cả các nước thế giới rồi. Còn cái ông có con mẹ gì đâu, bây giờ ông thử, ông làm một cái văn bản, cái văn bản của ông đưa ra bất cứ bộ chuyện gì, ví dụ đặt hoặc là họp là một cái đơn giản nhất ở trong một cái xã hội thôi, bây giờ tôi nói anh làm cái văn bản, anh nói kết tội ông này hoặc là ông này phạm luật nào làm kia đi, làm được chưa? Ông đóng mộc, ông có cái mộc đóng không? Ông có cái mộc nào ông đóng cái cạch mà để có giá trị, có cái tiền tỷ không? Không đúng có rồi. Không có gì trơn á. Anh có lính không? Không. Không. Có đất không? Không. Không. Có máy bay xe tăng gì không? Không. Có chính phủ không? Không. Mày không có gì trơn, trời sao nói? Đây vậy? Khổ. Tứ đại giai không đúng không? Giống như là tứ đại giai không. Còn thua nữa. Tứ đại giai không, người ta cũng có cái chùa để người ta ở. Có cái chùa mà ta tu, tứ đại không, còn này không có cái chùa luôn. Biết đất cái này trời chim cũng không có luôn mà rồi đi giải phóng, mà thấy buồn cười không? Nhiều khi ta nản, ta có mình lên mệt, bởi vì nó đi nó lại nó hoài mà cha mẹ chủ yếu chỉ tiền thôi, mình nhớ kỹ tiền thôi. Đúng rồi, tiền thôi, kêu gọi các cái lên chi quyên góp để bỏ túi chạy mất, mà cái chuyện đó bên nước ngoài này hồng như từ xưa về rất là nhiều, chứ phải mới đây đâu, từ cái thời ông Nguyễn Hữu Chánh này kia tới vậy, cái quyên cho đã bảo thùng tiền ôm tiền chạy thôi, chuyện xưa đó, bây giờ cũng vậy thôi, cái gì thế khơi màu hoặc là làm một cái chuyện gì đó là đủ mà kia là tiền, đủ hút tiền sao làm, nhưng mà làm một thôi còn chín phần bỏ túi chạy mất, mà làm những chuyện tào lao không à? Tao chưa bây giờ thấy trên thế giới này mà để kỷ niệm thua trận bao giờ, kỳ không? Mày thấy có bao giờ mà được mà kỷ niệm một cái gì được chiến tích vẻ vang thì cái chuyện đó đưa đương nhiên là tao đã chấp nhận rồi. Thí dụ như là Khải Hoàn Môn của Pháp hoặc là những cái chuyện chiến thắng này để nhị thi chiến thì chú ok đồng ý, thấy không? Má cổ thành Quảng Trị đâu rồi trời, cổ thành Quảng Trị mà hiện giờ đâu bị dám về không? Nó nằm ở Việt Nam á, chứ phải nằm bên Mỹ đâu. Chiến thắng chỗ nào? Anh chiến thắng chỗ nào mà bỏ nước chạy mất mẹ rồi mà chiến thắng? Đúng rồi. Làm những chuyện toàn là chuyện thua mà chuyện rùi bu kỳ cục lắm, chuyện mà nghịch lý hầu như không ai chấp nhận, buồn cười lắm, nghe đến cái buồn cười ấy vậy. Đó là cái điều mà bố nói, cái điều là đầu năm hy vọng là năm 2022 này nó không còn những chuyện rùi bu như vậy nữa, những chuyện ư là buồn cười, những chuyện hầu như là những chuyện có mấy cái anh hề thôi đủ mới làm thôi, chứ không bày ra những cái chuyện đủ. Thường thường biết sao, những người mà gây tiếng cười là những người làm cho những cái chuyện mà không có thiệt mà thành thiệt, có nghĩa là gì? Có nghĩa là làm một cái chuyện gì đó mà nó hơi vô lý làm cho người ta bật cười, thì mấy ông này giống như mấy thằng hài, cái thực chất thì không có con mẹ gì cả, mày ngộ ghê vậy, tới buồn cười lắm. Cái gì cũng xuyên tạc được, cái gì cũng bôi xấu được, nhưng mà bôi xấu bậy bạ, cũng như cái thằng Khoa Khắm mà tao mới đọc một cái bài báo, nó mới nói là cái thằng cha chủ tịch tập đoàn mà VinFast á, tổng giám đốc VinFast từ đấy, thì
Ý nó nói là đúng mà vội vàng vội vã không cái là gì cả mà lên để mà bỏ của trả lại người, nhưng mà thực chất không phải vậy. Thì Từ Quốc Thiên đã từng lên ta đưa ra rồi, Từ Quốc Thiên đã từng nói là vì công việc cá nhân gia đình của ông đấy, ông phải trở về châu Âu, cho nên là ông xin từ chức và ông xin cảm ơn đất nước Việt Nam và ông xin cảm ơn. Ông đã từng nói mà tao không nói, mở ra cho bạn nghe, ai cũng vô trong cái trang tao rồi, Trịnh Quốc Thiên, luật sư Quốc Thiên đã đăng nguyên văn của bài ông viết đàng hoàng nha, bài viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt luôn, thế mà nó vẫn xuyên tạc được. Tao nói khổ lắm, khổ là khổ, nói chuyện mà khổ quá. Bà nhắc nghe một lần nữa, nếu anh cảm thấy anh nói là Việt Nam này bất công hoặc là xã hội hoặc là tàn ác thì anh cho tôi một cái chứng minh cụ thể. Đúng Còn rồi, tôi còn còn một chứng minh tôi thuyết phục đúng không? còn tôi tôi đưa rõ ràng thiết tra với mấy cái kiểu mà đủ nè, nè Mỹ Lai nè, hình ảnh rõ ràng nè, biết chưa, rồi ảnh đốt nhà là có phim tư liệu nè, xe tăng kéo lính sát gì cộng mình chết đi rỉu rến cùng đường nè, cắt cổ có nè, moi tim có nè, đạp lên ngực người phụ nữ để giết người phụ nữ nè, có, nói chung tất cả những cái sự tội ác của chiến tranh đều nằm hết trong cái Google. Muốn đi mời nó đi, mở hết lên mấy Đúng rồi. ngàn bức chứ không phải là một bức, mấy ngàn bức, thì tôi xin các anh điều cái đề, anh cho tôi một bức hai bức thôi, làm ngược lại hiểu không, hay là dốt quá không biết chỉ ngược lại, ngược lại có đi rồi hãy nói không có cầm. Tôi đơn giản vậy thôi, không có con mẹ hiểu rồi. Ok, bố nói gì chút xíu vậy thôi, chút xíu rồi có cái gì bố lên tiếp ha. Ok Rồi coi như đầu năm thì bố cũng khai trương cái điều đó, một phát súng gì đó hái gì cho con hào hứng. Và năm nay thì cũng chúc mừng không gian mạng đừng có lộn xộn ào xào quá, toàn là chữ lộn không, nhức đầu nhức cổ quá. Ok con. bố.